Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Thì hôm nay là nhân dịp lễ Noel, đúng ngày 24 tháng 12, 2023. Thì gia đình mình tổ chức cái bữa ăn réveillon ở nhà con gái. Thì nhân dịp này thì mình ghi lại những cái hình ảnh này để làm kỷ niệm. Thì hầu như năm nào mình cũng tổ chức Noel tại nhà con gái. Chứ năm vừa rồi thì mình về Việt Nam, mình ăn Noel và Tết Tây và Tết Ta. Thì năm nay đặc biệt mình lại ăn Noel với các con và các cháu. Sau đó thì mình sẽ đi Việt Nam, ăn Tết ở Việt Nam. Mời các bạn theo dõi những cái hình ảnh mình ghi lại tại nhà con gái mình nha, nhân dịp cái lễ Noel. Thì nhân dịp lễ Noel, mình cũng xin mến chúc các bạn xa gần trên YouTube, trên Facebook và các anh em họ hàng một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để cái nhạc ấy sis nghe nó hay. Vas-y encore. Oui, vas-y. Zing. Voilà, merci. Et il y a un oursin là. Attends. Joyeux fête, bonne fête. Yo. Phở Hà ăn rất là ngon nha, với lại trái sung. Vas-y, goûtez. Eh, celui qui recrache le père, alors. Non, je vais voir. Toi, tu manges, Hugo? J'ai déjà mangé. Non, imagine ça. Oh, c'est bien ça. Regarde, il a mangé là. Ah, il a tout mangé. Oh, lui, t'as gros zizi. Oh, c'est quoi ça? Đây là lần đầu tiên dây dân ăn huître. Lần đầu tiên dây dân ăn con hào. À sao info bò tu sa? Vậy gì? Ồ. Tanh gì đây ạ? Quoi? Mais si tu recraches, moi je me suis pas fait
Vas-y, vas-y, Kevin. Non. Hugo, Hugo, t'as du mandat? Đây là cái món bạch tuộc tươi nha. Thì mình ăn với lại nước mắm gừng theo kiểu Việt Nam mình ăn rất là ngon. Còn đây là cái món rillette thì ở trong đó có coqui nè, có coqui sơn sát nhá, họ ac với lại cái sốt thì đặc biệt lắm, ăn rất là ngon. Còn đây là cái món cá hồi, đây là cái món cá hồi họ làm rất là đặc biệt nha, ăn rất là ngon. Nói chung ra chỉ ăn mấy cái món ăn chơi theo cái phong tục của Pháp đó, ăn chút vậy thôi mà rất là no. Còn đây một loại caviar, loại trứng cá hồi đây, ăn với lại foie gras, ăn rất là ngon. Mình á, món này là bulo, ốc bulo của Tây. Ở bên Việt Nam mình thấy ăn buffet nó có bán á, ăn với lại chấm mắm gừng của mình rất là ngon nha. Nói chung là mấy cái đồ ăn entree vừa ăn vừa tán dóc rất là no. Ăn xong là cái món tráng miệng. Nào, cái món khai vị này á là phải nghỉ ngơi 1 tiếng sau đó mới ăn món chính. Đây, nhiều món quá mày ăn không hết, ăn không nổi luôn á. À, mấy con hào sữa nữa mình ăn cũng 5-6 con rồi, ăn cũng no lắm. Đây là mình ăn cái món foie gras gan ngỗng đó, với lại trứng cá hồi, ăn chung với lại cái bánh mì. Bánh mì là bánh mì đặc biệt, nó có nho, nó có nhiều loại khuy ở bên trong. Foie gras ăn vô nó bùi bùi, còn trứng cá hồi á mình ăn vô mình thấy cái vị mặn của nó, với lại bánh mì á thì nó giòn, nó có cả nho nữa, đâm ra mình ăn cái gu nó tổng hợp, nó ngọt ngọt, nó bùi bùi và nó mặn mặn nữa, rất là ngon. Ok. Bây giờ mình uống cũng được 2 ly rượu trắng rồi. Với lại sau khi uống rượu trắng xong thì sẽ uống tiếp tục cái chai rượu đỏ. Mà cái chai rượu đỏ này rất là mắc nha. Chai rượu đỏ này nghe mấy cháu nói là 2008. Đây, bây giờ mình rót sẵn cái ly của mình đây này, đó. Chai này á, phải nói là giá khoảng chừng từ 500 đến 600 euro. 500 đến 600 euro, cái chai rượu 2008. Đặc biệt. Mới quan khai vị thôi đó mà mọi người ai cũng có cái coi như là no bụng, tôm tiếc đồ vẫn còn dư rất là nhiều. Đây là thêm cái món ốc móng tay đây, vừa mới làm ra. Qua trời luôn, hôm nay Noel ăn và nói rằng là chịu không nổi luôn. Đây là cái món escargot nghe, ăn cũng rất là feeling lắm nha, rất là ngon. Ở bên trong họ để cây phô mai đúng không? Cây bơ mà bơ cái gì mà xanh xanh, xanh đó, nó xay ra. Ăn rất là ngon, đây là cái món đặc sản ăn vào những cái dịp lễ Noel hoặc là Nouvel An. Cái món escargot này ăn rất là ngon nha, thơm. Nhưng mà bán cũng rất là mắc. À, một cái mâm có 12 con á, là trong nhà hàng mình ăn á, thì khoảng chừng 17-18 đồng. Và cái món này là cái món truyền thống của Pháp. Phải nói chung là nó bán mùa nào cũng có hết. Nhưng mà phải nói là khá mắc. Nhưng mà vào những cái dịp lễ họ ăn nhiều hơn.
Rồi. Tụi nhỏ nó ăn không nổi nữa, ra kia chơi rồi đây còn quá trời luôn. Đây, sau khi ăn uống xong là bụng ai cũng căng hết rồi. Là mới ăn khai vị thôi thì sis cho mọi người ăn cái món thưởng thức cái món thu nọc mong, tức là kem với rượu mạnh á, để cho dễ tiêu. Sau đó mới ăn tiếp tục món là thứ hai. Cái sơ này có tên là gì đây? Donner l'argent. Voilà, il a mis d'argent. On vient gagner les choses. Ah, combien là? Wow. Attends, on entend la musique? 2 euros. Ça, c'est 10 euros. Mais oui, 2 fois 2 euros. Il a soufflé. Bon, c'est Kelvin là. Ok, go, go. Allez, c'est Kelvin. Ah, Kelvin. Non, si, après c'est quand on aura plus de sous, bah voilà. Ok. Hein? Allez, Léo, Léo. Salut! Oh le malin!
tay, vắng tay. Quá ai? Có. Quá máu. Máu. Hey,
Tune ơ. Tune. Em cầm hai cái lắc đỏ ra ngoài, cầm nó đỏ ra. La 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 la.
sao đi để cho bà coi là mở đi coi cái gì. Đây mấy anh cháu ngoài để dành tiền để mua cadeau cho bà ngoại. Attends, n'essaie de le faire encore, n'essaie de le faire encore. Encore. Oh, alors c'est quoi? C'est quoi? Wow. Ah ouais, ouais, hein, tu connais, hein, tu connais, hein? Qui c'est vraiment? C'est qui Kem? Ouais, ouais. Kem de jour, hein? Kem de jour. Wow. Ah, c'est Jason. Bên giờ bên chơi bên giờ bé. Wow. Là gì sao? Comme le bon. Wow, ça c'est une chose, ça. C'est une console là. Wow, wow. Ça c'est une pique. Tu veux le chapeau de la
ci sono di molte copie. Qui qua? Non si può. C'è un pistolino. C'è la mamma, un bambino. Ok, sei bon. Merci, bello. Merci, sis. Oh, 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 Comme ton One Piece. Ah, puis dis-le où. Il adore ça, il adore ça. C'est bon, ça. Il a mangé. C'est bon, j'ai mangé. On mange là. Ah, t'en as deux. Wow, c'est une tablette, non? Non, c'est un ordinateur, ça. Elle est portable. Non. C'est un écran, ça. C'est un écran. C'est un miroir. Si, c'est un portable. C'est un PC, ça. C'est un PC. Et contactile, PC contactile. C'est bien. C'est quoi? C'est un PC. 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 Comme ça là? C'est contactile. Il y a un clavier là vraiment. Waouh. Et le clavier, tu peux le transporter là, tu le mets là. Ah ouais, tiens, elle est ouverte. C'est super ça, Vi, hein. Vi biết, Vi đâu có biết sử dụng đâu. Quand tu mets le clavier comme ça quand tu transportes. Ouais. Hay quá, hein. Hả? Non, của nó vậy á. Quelle PC là qu'on batterie. D'accord. Elle arrive, elle arrive. Oui, c'est si bonne. Ah voilà. En fait, il y a une batterie dedans. C'est bien. Donc, quand elle est chez. Elle est chez Kip, tu as rien. Et c'est portable. Non, elle est portable. Tu es toi. Sam, comme nó laptop, tu as một mà hai mặt. Này có một cái thôi. Là giống như vậy á, iPad mà có clavier. Loại mới mà. Merci. En fait, on lui a fait tout. On lui a fait tout là, trong này. Cái PC là trong này. Ouais, c'est comme les Mac là. Non, mais c'est pour travailler. En fait, il veut que je travaille. Travaille, mais je travaille. Heureusement que vous avez le bon tour. 90 gigas le jeu. Bún kèm là người nước nào đây? Bún kèm là của người Lào, cái hàng món Lào hoặc là người bún bún người Lào. Rồi, sau khi ăn khai vị phát quà Noel xong xuôi rồi, giờ này cũng khoảng là 12 giờ hơn rồi. Đây, mọi người đói, mỗi người làm một cái tô bún kèn. 1:10. 1:10 nữa. Oh my god. Ồ là bây giờ là 1:10 chứ không phải là 12 giờ, bây giờ là 1:10 rồi, bún kèn. Bún kèn thịt bằm. Thịt bằm, nó chứ là có viết có nhiều thứ lắm. Phải bún kèn cá. Nhìn rất là hấp dẫn. Xin chào mình, xin chào. Merci. Ồ nhìn cái nồi bún kèn không của Vi nhìn rất hấp dẫn nha. Video tương đối cũng khá dài. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip video này ở đây. Và không quên mến chúc các bạn, các anh chị em, họ hàng xa gần, cùng toàn thể các bạn trên YouTube hoặc trên Facebook
được một đêm Noel an lành, bình an và hạnh phúc. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Đây là món bún kèm thịt nha. Đây là món kabul. Kabul. Vous avez pas mis tout son sel avant de manger là pour lui là? Qui? Non, les enfants. Hein. Mon bébé. Bon, bah, merci pour ce repas. Tu vois rien? T'as un top, tu connais deux. Vous avez pas mis tout son sel avant de manger là pour lui là? Qui? Non, les enfants. Hein. Mon bébé. Bon, bah, merci pour ce repas. Bye.